Hôm nay lại thèm cái món lẩu bò Hồ Thị Kỷ á. Nên hôm trước ăn rồi mà nó thấy ngon, hôm nay lại quay lại ăn tiếp à. Đây lẩu bò Hồ Thị Kỷ đây cả nhà. Một cái nồi lẩu này hình như là trăm mấy nhỉ, 180 à. Đó. Lát xíu có thể mình sẽ phải gọi thêm mì nữa hoặc là một cái dĩa nữa để vì hôm nay cả ngày nhịn đói rồi. Làm vlog cực thấy mồ luôn. Sau khi mà gửi xe ở ngoài thì chúng ta ra đây 84/10 Hồ Thị Kỷ, có cả số điện thoại hotline của cô chủ luôn á. Mình đi ăn khá là sớm nên là bàn ghế thì đã tươm tất chuẩn bị để đón thực khách, nhưng mà tối nếu mà một lát xíu nữa thôi ngồi sẽ đông nghẹt khách luôn đó cả nhà. Đây. Đây là cái đường hẻm đi vào cách mặt tiền cỡ khoảng 50 mét nha cả nhà. Cách mặt tiền cỡ Hồ Thị Kỷ cỡ khoảng 50 mét à. Cái đây gọi cái gì bò nhỉ? Đây. Cái này hình như là sách bò cả nhà. Sách bò. Đây là tim bò. Cái đây hình như là gân bò này. Thịt bò cố treo lên à. Thịt bò cố treo lên này. Còn đây là hình như đây là đuôi bò. Đây đuôi bò. Đây là thịt bò á. Còn cái kia là hình như là kia cũng là thịt thôi cả nhà. Nhưng mà thịt ở đây thì nhìn rất là cái này nhìn rất là ngon á, hấp dẫn á. Cái này treo lên cho nó khô và được bảo quản. Bên trong này là cái nồi nước lèo rất là lớn á. Nồi nước lèo rất là bự luôn. Đây như này cả nhà sẽ nhìn thấy rõ hơn á. Rất là ngon, hấp dẫn. Này như là sách bò đó cả nhà. Thôi giờ chúng ta sẽ vào ngồi ăn nhé. Đây cả nhà yên tâm, có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm rồi á, nên chúng ta không có sợ gì hết á, tha hồ ăn. Wow, cả nhà nhìn thấy mì vàng này. Lưỡi bò. Rau. Quá trời rau. Tẩm bổ thôi. Còn cái này nữa. Cái gì kệ nó, tất cả đây là các cái bộ phận của con bò á cả nhà. Nói tóm gọn lại như vậy cho nó nhanh. Đói giới thiệu chi á. Đói quá chén thôi. Chào. Chào. Chào tương đen, đồ chấm đấy, có tương đen này. Tương ớt. Rồi chúng ta sẽ cho vô chén chúng ta nhé. Tương ớt. Đây cho thịt. Tương đen. Cho thêm chút chao nữa nha cả nhà. Đây, chào. Cái này chắc phải cho thêm chút sa tế nữa. Chúng ta sẽ cho thêm sa tế rồi à. Vậy là xong phần nước chấm nhá cả nhà. Bây giờ chúng ta lật rau á cả nhà. Lật rau mùng tơi á. Cho vô. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng ăn nhé. Khoai là chưa cho rồi, xíu cho. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ rau vô. Rau này lặt chắc cho vào cái dĩa này đi. Xíu vào.
này cookie xíu chúng ta sẽ ăn nha cả nhà. Đây chúng ta sẽ tặng cho cái này được. Rau này chắc bề ngoài thì ăn thì cho luôn chứ. Ở đây nhưng mà nhưng cái này là ở Sài Gòn thì các bạn ạ, họ chưa có cộng thêm với những các cái sao nhỉ, những cái phụ này là sẽ những cái đó sẽ tính riêng á. Còn hôm hôm tức là ở Sài Gòn thì rau là tính riêng này, nấm tính riêng này, khoai này tính riêng này đó, chứ không có tính chung. Còn cái bàn khá là nhỏ. Đó, đây để chấm mà. Đó, vậy là đủ rồi. Và bây giờ nó đã chín, cái này thì nó chưa sôi nhưng nó đã chín rồi nên là mình đói mình ăn trước lắm. Mời cả nhà nhé. Chín rồi, nên cậu ăn được. Mời cả nhà nhé. Chấm chào rất là ngon đấy. Chúng ta sẽ cho rau này, đó cho vài cọng rau húng vào chén. Rất là ngay cả nhà. Cho luôn rồi đấy.
thân bò. Cáo quá, nên mình muốn con bò. Wow, cái gì này? Còn ngon. Cái này em thắc mắc không biết là cái gì. Ở cái gì bị tan trong bụng là được á. Để ăn thử nó đặc biệt. Cảm chào, chào này rất ngon. Rồi, mời cả nhà nhé. Biết cái này là quý vị, biết là cái gì nhé. Nhìn này đó không biết là gì đó. Nhức nạnh, ngon không chịu nổi. Ngon lắm. Ngon quá rồi nè. Ăn nhiều vô con nè, ăn nhiều vô. Đúng là đói ăn lẩu bò cũng ngon rồi nè. Thôi để chấm các cái đồ thịt này ăn trước ạ. Không biết cái miếng này đây như là giải bò các bạn ăn rất là mềm ngon ngon thử đấy nhá. Lá mía, lá mía ở trong đây thì mọi người kêu bằng lá mía, còn ngoài kia thì kêu bằng cái gì anh? Để giải thịt giải của bò, giải bò bò đây là giải thịt, thịt này đó. Đây là cái này là mùi béo bò viên. Đây là chả rau cải. Bây giờ cho thêm một cái gì này. Từ sáng giờ chưa có hạt cơm nào có bụng mà. Hôm nay là phải đi mượn tiền đi ăn đấy cả nhà. Quay vlog mà đến mới giữa tháng mà đã hết tiền rồi. Giờ phải mượn tiền ngân hàng đi ăn quay phim này. Nào chúng ta sẽ chấm chao thôi. Thấy ngon. Cái gân này cũng rất là mềm, không bị dai. Thêm cục quế này. Rất thêm một cái chậu bò. Nói lộn. Sau khi mà nồi đậu sôi lên
hồi nãy mình bỏ rau hơi rau mà rất là nhạt. Mát cũng đây rất là to. Ăn rau má phá đường tàu á, dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu, đấy là cái câu cửa miệng. Bởi vì ngày xưa thực ra ở trong rau má, tại sao người ta còn nói là ăn rau má phá đường tàu, là gì? Rau má này nó mọc ở đường tàu thì người ta ra người ta nhổ rau má thì nó cái dễ rau má đôi khi họ làm nó bung cái cục đá ở đường tàu ra đó. Đường sắt của mình thì nó gọi thế. À, đợt này thì nấm đã chín rồi, tôi sẽ ăn nấm nhiều nhiều luôn. Quá, wow, chân. Thêm ăn đi. Móng bỏ. Đây mình tranh thủ bỏ mì vào ăn, ăn thịt đi. Giờ thì ăn thịt móng bò này xem như nào nhé. Đây là cái phần quá chậm. Rồi, yeah. Cảm ơn chú châm thêm nước lẩu đó cả nhà. Thấy hai anh em mình khi tới chú châm thêm nước lẩu cho bùng lên. Đây là chén thứ hai của Lý rồi, rất là nhiều, trong nồi lẩu thì cũng cần rất là nhiều nha. Đấy, nhà thấy không? Nước lẩu thì mình là được tự do. Vậy kinh nghiệm của mình là chúng ta ăn, chúng ta ngồi ở dưới thì sẽ được chăm sóc nó dễ hơn, và đi ăn cái lúc vắng khách không nên ăn lúc quá đông. Ở lúc quá đông thì sẽ không nhiều khi phục vụ không kịp các cả nhà. Để tâm thì các vị cao hơn, sẽ hơn bia cả nhà cho nó đã. Yes, Sài Gòn special á. Đó, muốn ăn mình có xe bia vậy. Uống cho đời bớt khổ. Cho mình có rau. Rau má rồi chắc chín rồi tất cả. Ồ, miếng thịt này đã quá. Wow. Cả nhà nhìn miếng thịt này, cá lẩu này thì nếu như ở cái khách sạn caravan thì chắc họ bán khoảng một vài trăm đô cả nhà. Ở đây rất rẻ đó, có vài chục đô, chưa đến 10 đô. Thịt thái rất là dày á. Đây cũng có bán mang về. Có. Nhưng mà nước rỗng đó thôi, má mà thì khỏi vô cái phòng mình hết. Nước nhưng mà mình đem theo nguyên một cái nồi như thế này theo, mình đựng nước được cái phòng lâu xong mình mang về thì nhìn nó sợ lắm. Ra chất mũi. Đây, phòng thịt cắt rất là dày. Để lấy hương đậu với lại cái món tay trái bên kia. À, cái đồ ra là cái chúng ta sẽ một là thay bình ga mới, hai là đổi bếp, và giờ chúng ta sẽ thay ga nhé cả nhà. Nó ta sẽ thay bình ga nhỏ cát rồi đó. Đây trong khi chờ đợi ở đây thì vẫn dùng bếp ga để không lẩu không có dùng bò. Nhiều người nói thì ăn ga thì nó ngon hơn là cồn. Nhiều người nói thì ăn cồn thì ăn toàn ga. Cồn thì an toàn hơn là đúng, vì cồn thì nó không bị bùng, không sợ bị nổ, vì ga thì sợ cái nổ đúng không? Ga thì có thể nó có hơi ga, nó có thể nổ được, nhưng cồn thì chỉ bị bỏng thôi. Tất cả các lượng mà cắn đòi là đấy. Đây, bỏ rồi.
đây có phần hình như dạ dày bò quá. Cookie chúng ta chưa cho rồi nhé. Ngon. Còn cái món này chúng ta định ăn nhưng mà thôi no quá rồi cả nhà. Thôi thì lần sau sẽ ăn đến món này. Nước suối chưa uống à? Còn một miếng thịt rất là to, làm anh khó lắm mà. Ngon quá, tiếp tục hơn được chăm sóc tháng thứ ba. Quên một cuộc bò. Trời ơi. Đây không biết là cái gì. Ở đây cái phần bún anh thường sẽ chén sạch cái phần bún này luôn. Lấy cái dĩa ra để đựng cái chén. Chén bây giờ khá là nóng rồi. Ồ, trời cũng khá là công bằng ha. Vì mà tưởng như là không còn gì thì vẫn còn một miếng nhỏ nhỏ dành cho tấm thân nhỏ bé này ạ. Chắc chúng ta đã cho cả hai phần mì rồi. Rồi, bây giờ mì cả nhà xem nha. Còn ở trong nồi lẩu còn cái gì nè. Cho em nắm gương đi, em thích nắm gương. Ngon quá, cho em thích rau má nữa. Muốn má là có đủ cả. Muốn má hành trắng. Đây là chén thứ ba nha quý vị, trong nồi lẩu mình rất là nhiều nước, hải sản luôn. Dạ, rồi ok. Đây có một cái miếng này là có miếng vàng vàng. Rất là ngon. Bảo tử. Ngon. Wow, chén thứ ba nha quý vị. Đã kịp sôi lên rồi. Và đây mình cũng sẽ tự thưởng cho mình cái miếng này ha. Wow. Thôi làm anh khó lắm. Trời ơi, nó qua cái gì nhiều chén mình. Wow. Đây là miếng này nhỏ hơn nha cả nhà. Thôi làm ăn khó lắm nữa đi. Ngon. Ơi, mình đừng có quá tham ha cả nhà. Rất là ngon. Đây là chén thứ ba mà đứng lên được đây. Nắm lửa, rồi dưới đây có một bò rất là to. Chén thứ ba, quá ngon. Thánh nhân đái kẻ củ khờ á cả nhà. Không ăn được khoai mà ăn được thịt. Thánh nhân đái kẻ củ khờ. Ôi giời. Mình lần này mình vậy mà không cắt dỗ được. Người ta nói rằng là mình không biết vì mình thì trời chu đất diệt à. Thôi. Thôi. Đứng cho mình chút. Mì đi. Mì khoai. Ừ. Ngon quá. Rồi, giờ chúng ta sẽ ăn tiếp phần này cả nhà. Đó cả nhà nhìn được thịt chấm chào ngon đến cái miếng cuối cùng. Miệng bụng thì no nhưng mà mồm thì vẫn muốn ăn đó cả nhà. Ngon. Chấm chào rất là ngậy ạ. Chào nó béo béo, mùi mùi thơm thơm. Không có bị mặn. Năng là đau này. Thơm. Ngon quá. Ba chén. Thật sự là cái hôm đó to rồi. To lắm luôn á. Mà tại công nhận là rất là ngon. Rồi video clip của Tuấn Dương thì xin phép sẽ tạm dừng tại đây nhé. Để Tuấn Dương làm hết cái phần này. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại trong cái clip tiếp theo anh. Rồi chúng ta chén tiếp nhé. Bỏ cái này ra chỗ khác. Tắt đấy.
rất là no rồi, mà đồ đậu thì thấy không? Khá là nhiều đồ ăn ha, đồ ăn no đó. Khoai rất là bở, như là khoai sọ lên phố cả nhà. Xin chào. Tuấn Dương đi ăn thì Tuấn Dương thấy rất là ok. Nè các bạn cũng cái này có thể tùy khẩu vị nhưng mà cá nhân thì Tuấn Dương thấy rất là ngon. Video clip của Tuấn Dương sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Và nếu như mà chúng ta thích ăn thì hãy ghé đây 84/10 Hồ Chủ Tịch, phường 1, quận 10, lẩu bò Cô Thảo. Bye bye cả nhà nhé. Vâng, chào mọi người. Chưa còn nói chuyện với cô chủ rồi. Ủa vậy hẳn không nghe cô chủ được rồi. Hai đứa bữa hẳn ra là con đó hả? Vâng. Ở đây là ngày nay mà. Vâng. Bữa nay cô thấy lạ. Này lạ hả cô? Nhưng mà hồi đó bữa hẳn là không phải cái em này. Phải chưa? Phải em này. Không phải em này á. Con trai cô. À, hai ba lần. Đây con của cô. Con rồi con. Nè, cô này là chị cô chủ á. Vâng. Rồi, cảm ơn cô nha. Rồi, video clip của Tuấn Dương xin phép kết thúc tại đây nha. Bye bye cả nhà.